Hai anh chụp lại đăng mắt chụp www.microsoft.com đăng mắt. Phù là sao là đấy việc chỉ link link nó cứ dừng chơi tới vì bị chui ra dừng tới châu năng mà Azure server bị phân đập thì thành nó. Và sau thì dừng đặt từ mà Azure server cứ bị thằng châu version chỉ trả lại mình tên. Ok, chẳng nghe tổng hệ thống cả download được install nó version đôi đôi năng Visual Studio tới. Ok, chẳng nhắm sửa ca chơi này ngay. Ok. Ok, chẳng mình cho đọc tập phần này cứ đọc ở nơi website microsoft.com. Hồi này cứ dừng khơi nháy Microsoft Azure Server, People Nam, Free Server, Page 3. Ok, Express. Ok, hãy dừng check download đi mắt nè. Check download bác. Vẫn ta một lần dừng thuốc ca download bác. Cứ dừng đợt thời đăng tha công chúng ta bởi dẫn. Vì mình phải chỉ học 4 bit, record 32 bit. Ok, nhằm xong bao ơn tích. Nhằm xong bậc file explorer ấy, hãy nhằm right click lên this PC đi. Ok. Nhấn right click. Hay nhấn chuột lên property. Ok. Hay nhấn khởi tha computer của chúng vì có một phép chi 32 bit hay là 64 bit. Ni, đối với chúng bạn khởi chăng computer của chúng cứ vì 64 bit. Chăng chúng nó thưa ca download nơi 64 bit. Ok, bởi sân chi nếu đó hay práp práp nơi 32 bit. Nếu đó hay thưa ca rớt bán. Đối chi chẻ. Nhưng mớ là ni cứ 64 bit đấy. Sơ 64 bit đấy nè. Sơ 64 bit đấy. Hai phụ phụ x bài phẩm mới cứ là chỉ 32 bit. Ok. X bài phẩm mới cứ 32 bit. Hai bọn này nói ngó thằng hai bạn kê đã cho mua ở x bài phẩm mới tới chỉ 32 bit với ai thử can chạy trong Google gọi bàn. Thì tôi mình chỉ cần bỏ ra lại và có bài trả mệnh tên. Ok. Nâng ấy. Hai ở lấy nhóm ra nơi 64 bit cho nhóm nâng thử can đoàn lọt nơi phụ phụ này. À đấy. Nhóm thịt này muối. Cứ phụ phụ express. HUL Express 64 bit. Hay là vậy em thưa cả install mình tiết cứ tiện tông nâng nì cứ 64 bit đó ta HUL Management Studio. Ok. Đấy cứ pi nâng cứ nhóm thưa cả install pi nâng. Hay là sân trên nét đó nếu bà ra nơi 32 bit nét đó thưa cả install này nè 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 cần điện cứ X5 Express đấy. Ok. Thì là nâng hai thì là hàng Chrome nè cứ đấy thì cứ X5 management studio. Ok, đằng ấy. Bạn ta đã sao ta nhóm mềm ra nâng thế chân nhóm đọc thạch với. Bạn ta sẽ mẹ để quạt ra sang là bit có thạch pi nâng mắt. Anh ấy. Nà này. Ok. Sẽ mẹ nhạc học 4 bit cứ thạch anh ấy hãy. Anh ấy. Ok. Thời trang phó hồi tầm hôm với Express cứ vì tôi cao thủ ngồi mấy cái bái. Hồi management studio cứ việc bầm buồn hồi chiếm. Ok. Hồi cái chỉ tổ ta sai với cứ mua chạch pi cái bái. Ok. Hai à vậy à dân thử to tiết cứ gọi chờn thế trịch nịch nó. Hai vì đang download ở dương ấy. Hai vì đang lộp tiền này là dân download trực start download nó. Ok. Hai vì nó mình mập tiền tiền này. Nó mập tiền tiền này vào đây.
đời xa dân đã lo mấy cái pi file trang viên ở trên nhiều pi trang nào check check đọc ở xa đã lo tầm pi đó ok anh ấy thay chỉ lương chiếm là xa cả anh ấy vì ở tập pi ở chiếm anh ấy không buồn ở chiếm thì chờ anh ấy ok nhóm thay ai scope video sẵn rồi xa cả anh cũng ở xe phê dũ ok này đọc này ở lời của dân mạnh to cho bấy tầm pi này chẳng nhóm thua can check open folder nó check mình đang gặp bạn đấy chờ nên mong tới ok check tới bên đằng khơi nè cứ cầm thì đằng phi đằng cửa mỗi express nằm mỗi cứ management studio ok hai dương ở thời thua cho ra thế cứ dương ở môn đồ bốn cứ dương thua can install tại express môn tới ok cho nhóm xong bạn sẵn ok bạn nắng phần nắng hai nhóm xong check nơi ở SEO express năng mong tạm đó check đặt bọc lịch là biết ok hai anh ấy install mấy cái bị chậm lại PU đấy và sân thì ở lại đặt ha internet dừng slow là sao tại tầm hôm với cứ một chi chiêm ok chẳng và sân thì internet dừng slow hai chỉ dừng với hai anh ấy hai chỉ đại screen rồi đấy mà tới là sao tại chơi nhà năng thì đấy ở đại screen cứ nhông xong người ta chia sai đấy đặt mền ok đặt mền xong là chia sai không ok, nhóm xong bao nó từ đại đi mà nhóm tích xong chỉ từ đại này, à mấy nó bây giờ nhóm thuộc ca chọn máu cứ chạy viên tập bọc lên là viết cứ viên tập bọc ca chỉ folder mới này cứ folder sẽ set up nó từ đại đi vào nhóm nhưng mà đăng tha ở viên là set up cam thi rồi có folder nó tới nó từ đại đi robot này tạo hết rồi có từ đại si tế nhưng mà đăng thao nhận mệnh đấy và sẽ ca món ca như mình install ca món món từ p nhầm check đào bọc lên đầu viết viết là bọc ca folder mỗi đường thông còn lại đào lợp ở dưới thập đồng bên tay anh ấy giờ sao tờ viết exchange nhưng mà đăng thao bây giờ mấy viết exchange cho lại đi chân bật sân trên nhà đó không đi với nhà đó thở mờ trên đó nữa rồi xong bật sân nhầm xong bọc đòn tiết nhận check đào bọc click cứ dương khơi nè về cho lại nè khơi khơi lại đi dương cho mơ lại đi bất khơi nhé bây giờ check đào bọc lên đầu viết ok check yes ok check that screen thế mà thôi đây đặt cho mình ok chẳng nhanh check tập phần đăng lớp 3 này hai bên là một cao no folder mới trong phần đá khơi folder xong refresh nữa ọt khơi như ọt có ọt chết phanh ha đấy ở đây thế vừa là sao ta dương miên ở nơi ở bài là dương bàn anh đi hai nè khi nó phê dương check ở đặt bọc đây là viết cứ vì thằng xua là dễ hơi cực nồi cho dễ máu cứ vì thằng chanh chụp chanh đi máu thao nhỏ vầy dân thử thử cứ dân thử ca check nhỉ new SQL server standalone installation ok check lơ viên máu xong mở tích khả đặt screen thiết học bạch hả ok vì lần lâu cho chanh hiện chế máu ok anh ấy cứ dân check máu check ở ISOP ở sang feature máu và chăm cực ích ra thế là check lệnh máu ok chạm thích tới ok hai chân nhạc nhé má dì tới xem này là có thamay thamay bà chạm khoai cho ra đi chạy tờ nhạc install tới 3 này chạy tạm nhau mà bà chạm khoai cho này ok cùng tờ install setup file hay anh ấy bớt dần thì nhận được nên là con on search set up công ở cam thi trước này thay chỉ nhẹ nhàng cách được start cam thi ở SQL server này cứ vì nhẹ nhàng chờ như install chờ tăng trong bớt dần này chờ luôn bạn cái giấy ok ok anh ấy bớt dần thì nhận được thì việc thích tập mỗi phí nhận được thời gian check lịch all đó lịch ở bên đằng phía trước à hai anh chị ở lịch má ok hai anh đi bên đằng server nơi ở default server chung một server ấy chẳng nè ok xem mẹ nó đọc đi là mấy con chưa tới chơi là default instant ok nó về đang chơi default instant thì bên đằng tranh chị mua tha âm âm s SQL server meta
Microsoft SQL Server. Ok, hai ID cái việc chạy bàn năng đấy. Hai ID cái dân thương cao tục viên trong trải đi tới là sao là cái dân qua database phải chứng. Nó phải dân bằng cao database, cứ dân đạo viên trong trải đi. Và sân chỉ Windows dân khối, cứ database dân cứ nơi bàn thường ọc, cứ nơi bàn thường ọc, ọc bàn hà thế. Ok, chẳng dân thương cao chọn ảnh trải bay vào, nằm bay vô với cho trải đi vào nhóm. Ok. Ok, this PC nó mắc hơi nhưng ông mơ nó trải đi. Ok, này trải đi. Ok, hai nhóm xong một cái nào file đi của folder mùi sẵn. Nhóm đặt mẹ cái new folder, nhóm đặt MS Actual. Ok, phần đăng, em check enter. Hai nhóm check the folder đằng mắc. Hai chị ok. Ok, phần đăng hai check next nhóm mắc. Bạn chẳng qua trang thế, next. Ok, anh ấy bệnh tình mất. Anh ấy vì đồng bà chị hạ vì đồng tục cho trải xe và bàn. Trải đi và bàn chứ nè. Ok, hai chương trực nạch mất. Ok, trực nạch tình mất. Ok, đồng chăm tế. Ok, cái này này cứ vì đồng lạc nạp tha. Anh chịu ở sở vô với việc bị bộ phê. Nhưng ai trực nạch thông đá được cái dân trong đạp password. Ok, chẳng dừng chạy ảnh tp mà mệnh mốt. Ok, hay là dừng password. Với password bà chăm đã ít ra thế. Đã mùi bị bây bương phạm thật ba này. Cầm bỏ những click. Nhưng đã mùi bị bây bương phạm. Ok, bương phạm. Ok, ảnh dưới khí ảnh lơ thằng tên lơ là khó hợp này khí mà. Cầm đã khó khí rồi. Bà chăm đã khó khí thế, đã được khí mà. Vỏ này chỉ confirm password. Ok, hay anh chạy ở nệnh mà hay anh chạy là user nào thế. Và dân thì nó là tâm mình user và cao user mình mất. Ok, bật tay. Chỉ default cứ biên mình chỉ user dẹp dẹp với dân chân khẩn chân khẩn tình yêu mất. Chỉ cả sẵn. Ok, chức nạch mất. Ok, hà lấy chức nạch mất. Hà lấy cái VTVK install nơi cầm thì ở năng show nông ở không chức nạch bởi nhớ. Rồi chẳng được tới vừa là cái VTVK về đấy. Hà HUR server cứ VTVK install nông thân ở trải xí. Bên trong này đây là bác cái dân tiếp tục nguyên năng trải đi. Bên tay sẽ nhập cảm ở thịp tốt cứ dân ran nguyên năng trải xì. Là sao là phục vụ ở Microsoft nó cứ vì ở nhà nhà mình thấy dân ở lại tiếp tục nguyên năng trải đi bàn thế. Phục vụ tiện tôn là cao và cao đây là bác. Ok, rồi xong bây giờ biết xưa ở studio. Cơ dân thời ca pra, cơ dân thời ca install nâng lời trải xì đây, ok. Nhật tư xin mẹp đại khóa pra công dụng ta thay 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 thay. Cô ta cực ta lơ trải đi môn. Nên lơ cài install cầm thi mùi mũi. Vừa xa ta trải đi cứ viên mê tầm hôm trang. Chẳng dựng tục trải đi ở trang tư. Ok, và xin dựng dựng tục trải đi ở cắt. Vì đã chỉ vượt chân chỉ vượt nính. Chẳng dựng khu tập lô mà đã trải xì mình. Ok, viên mê tầm phần năng tế như thử xa. Ở đây là thử xa đây. Vừa chân tế trải xì bình nắng. Cái ăn không tờ là. Và khôi Windows cứ ở linh môn. Ok, lại được dừng rộng chăm tích thức. Chọp ấy nè, chọp ấy. Hai dừng được thuốc cảnh install nơi file mới tiết. Ok, ở đây dừng mà install chọp ấy, cứ bị complete. Hai, ở trong đấy dừng thuốc cảnh chích close á. Hai, ở đây là tiền dừng bạc mình á, bạc mình đủ bộ á, chích close đây đó. Hai dừng cho thuốc file, để dừng thuốc cảnh install đoàn tiết, mùi tiết. Này, cửa này. Cứ SQL Management Studio. Ok, check double click mà. Hai chị touch screen như đấy là sao để anh chân. Oh, mình chân như thế. Đang tham mệt nhé. Ok. Mình phải đặt chứ nào. Ok, phải đặt gì đấy. Check dễ mà. Ở đấy mà tới. Ok, chăm tích quyền là lộp tiền một tiền máu. Ok, nhưng mơ tháp tiền này cái đôi là tiền môn thế. Phần ta khoảng ra vì chỉ qua không có gì. Ok, hai ở đây thực ra chất cái chất đi kia. Cứ New SQL Server Standalone nâng. Ok, check đôi viên máu. Hơi chăm tích. Ok, về rãng. Ok. Chăm tích tới. Nếu biết phần scan, phần install, ok. Nên lấy hai chức nệch mắt. Ok, dăm tới. Dăm tới, chẳng tình.
nhưng nó tự nhiên này chẳng cần install nơi Azure Server cứ vì mình hiệp xăm nhằm cho nó. Ok hồi ở đây dân chơi chẳng hạn lưu perform a new installation of Azure Server bị bắn ở phim á hồi anh chơi nạch má hà đấy đi khía chơi chẳng phim á hồi dân chơi nạch tiền. Ok hà đấy chơi select all đó select all hồi anh chơi nạch tiền chơi nạch như ta tử. Ok hồi anh chơi nạch tiền nạch má hai vì đặt phần install chun như ngay. Ok ở lại cái dân phần install job mùi tiệt đấy. Ok cái đôi kia hai anh chích close nó. Ok hai nhóm xong bằng ở desktop mình nhóm xong ở so desktop icon đấy thao vi miên nó đôi chị ắt khơi như thế. Ok ắt khơi cho chị pan hà đấy xong bật vĩnh ở nhóm thứ ca xây mình tới ở đây và chăm xây ắt khơi nè Azure Server Management Studio. Ok dân trong xây bán Azure này dân khơi thứ ba lần hai lần về dân xây khơi thường ấy vừa can check lâu viêm á. Ok cứ viêm lần trên thì ba lần hai lần đấy mới trả nó tập phần năng thế dân cho vậy hai đấy còn thằng nhầm prao nhầm bạc prao ở nhầm khơi như thế. Ok này một đầu cái dân thuộc ca check database engine. Ok hai dân thuộc ca là server bao dưỡng hai dân check platform mua máu và sân chỉ dân client ca server đấy vì mình chỉ server bao dưỡng. Ok check máu check này nhá bộ này. Ok check này máu này check desktop nắng máu vì cái chỉ server bao dưỡng ấy chỉ ok máu. Ok bàn nắng hai này cứ bên mình một pp cứ pp chỉ windows năng azure server. Ok bộ chỉ bật page Windows này cứ dùng bật trang wipe password đi tế ta bật sân chỉ bật page Azure Server cứ dùng thử ca wipe password. Ok thôi nếu như nhóm xong một chuyện sân tất đẹp toàn là ca login đi login này cứ dùng wipe SA SA cứ mình hay ha System Administrator. Ok cứ System Administrator thôi password cứ mỗi bí bấy bốn rằng cứ password là dùng mà một chỗ lông nông phê là dùng mà install cam khi nâng. Ok, nhóm cực thang này đó là bật cờ để trang lại cả đoạn nhóm password. Nên mình chỉ password, mình chỉ enter confirm password. Ok, nâng lấy hai dân anh remember password của bạn, dân bật trang remember của bạn. Ok, hãy chứ connect mất. Ok, vì đang connect bà này. Hai, mỗi bên tiết nhóm xôn với ca ở disconnect mình. Hãy nhóm connect đồng tiết. Anh đi. Dân bật trang bay password bật trang ấy, dân còn là check phần năng ấy chơi connect nó cứ window này chơi connect nó. Ok đây cái này còn tha pi tới nhưng trong phòng mới có phải là tất ở phòng hà đấy. Ok hai nhà pi nhưng connect ban nhưng xong một ca đây là bài muối nhưng mà chơi nào đấy còn chơi right click lên đây là bài nó nè folder đây là bài nó right click đặt new database hai nhưng mà ca nó đây là bài những chơi game nhưng đặt ở đây là bài chúng ta cứ testen. Ok nhưng đặt ok mà. Ok, hai dân chơi xong chụp nhạc bộ này. Chơi máy quy lần khơi thang này, cứ folder và cứ để bài dân cứ test. Ok, hai cái thông test nó cứ dân một cái nơi ấy kì. Nhưng xong chụp bộ máy, quy lần khơi table. Ok, chẳng nông table nó cứ dân một cái nơi table mới. Vừa xa tại nông để bài mới cứ dân mình chơi table cho ra màn tên. Chẳng nhận cho một cái table mới gặp cái tới. Ok, chẳng nhận xong một cái table mới, nhưng xong chụp right click lên folder table nó. Ok, right click hàm chụp new table rồi anh ấy cứ giờ thôi can đã máu như này kì thì nguyên là id. Ok để ta thay vô thì in là sao id vị trí bậc phép chỉ in. Ok rồi thì phí cứ nhầm đặt ra ở username rồi bậc phép cứ chỉ vasha. Ok rồi anh ấy cứ đặt chỉ password password. Ok hai nhóm đã chịu vào chat được nhé. Nhóm cần thay nhóm bật trang vào và chat in lên tới là sạch là xây dựng một cái check để tập bài hay bằng cột số mới nằm video này. Hai giờ thôi chat tế cứ dân chat nhỉ, cứ hàng kia nhỉ, dân chat tab bỏ mà tab bỏ nó đã chơi kì. Ok, chân nhân đặt thay user. Hai bật top bây giờ mà đặt số user hai dân xong mình nó tẹt toàn toàn định tế còn làm property này. Status ID. Ok, nhóm xong right click là biết là status primary key là status ID cứ việc ai tuột mà này cứ từ lại cái card thôi. Ok
nhưng đặt set primary key. Ok, chúng mình chỉ primary key ấy. Hai trong column ID xong cho cái này column property này. Xong ôm một tí. Data năng được chia indent này này này. Cứ là nó cứ ở bên cạnh năng là hố này đọc này á. Chúng đặt ở yes. Chúng mình auto increment. Hai cái là identity increment này cứ là cái nào tha. Cứ dân cho ai với can lang mà đo mặt lên chẳng nữa nè. Ok, từ bàm nắng chào bấy. Thôi ở bây giờ thật phơ to tí, cứ dân thật can chơi Ctrl S. Cứ dân thật can sell user nắng. Ok, hai này bà có dạo khớ, xong refresh một tí. Đấy. Xong một tí, ok. Dân là khơi tha dbo.user. Cứ dân cứ chơi user là dân toàn bà cao mấy. Ok, bàm đấy anh chỉ cái click nó. Hãy anh chơi edit top này. Cứ dừng ai thuộc nhau bật show bán. Cái này ID nhưng mà chăm bật show thế. Nhưng mà show được cả là user này bạn ấy là sao ID. Cứ việc increment tầm đó. Cứ việc auto increment. Tội là ok, anh ấy đã thật vượt. Tội là 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Ok. Bạn này, dân là khuyên thao vì increment là môi đập đó. Ok, hai này em đã thao bị xấy. Thôi, hả này em đã thao bị xấy. Môi bị bây buôn pram chẳng thật. Ok, vì là increment là thiệt thế. Ok, em đã thao cảnh nhá. Thôi, em đã thao cảnh nhá. Cảnh nhá. Dồi, mình sẽ khó lắm chẳng. Cảnh nhá, môi bị bây buôn pram. Vẫn đang mất, sẵn. Ok, cứ bạn đang hai à vậy giờ thật vô tới thế là trang thế nhưng thực bận nó vậy chăm sale thế là sao ta nắng ôi chia data sẹp ấy hai bây giờ trang khơi nhưng còn là chụp right clicker dbo user lắm á hai anh clicker in the top năng đẹp á đấy cứ viên thằng khơi anh đi cứ chia user cái gì ở giấy ok là dân hàng mà chôn mảnh cứ ban nắng hai ở trong video này gồm vì âm nhạc trang to thiệt đấy như mình là phần đăng tế. Ok, hai khi ông đang quản lý này đó là tệ tôn là ca cần này thì xem năng HTML chap chap. Ok, hai chỉ chọn nơi mình đến JavaScript đặt ra tại JavaScript bao nhóm cứ nơi mình đến chụp trai mạng tên là thời ca quản lý và tham tiện. Ok, nên ngay hai một phần đông video này và xin chỉ cần install cảm thi bao nhóm vì mình phía bằng dạy nhà anh tích hoặc bằng cảm bây giờ bao nhóm vì mình cầm hồ chung trong cái này nhắm mối cái xô mẹ ta nên đó là chia sẻ được nha. Ok, hai video này có chọn phần năng đấy à lời ông xong thôi cả clone nơi là đi ngọn thứ. Ok, lâu chào bái và chẳng cởi cho anh thế. Nâng ngay, chúc những video của anh. Bye bye, chùm rìa. Rồi đây, xuống đây, bye bye.